Ngọc Cận, cảm ơn đấy, cả bạn Ngọc Địa Cận này. chỉ nhà chú ở đâu vậy? 67 đường Vườn Cam, bạn Lê Phương Nam ơi. 67 đường Vườn Cam, phường Phú Đô. Gần sân vận động Mỹ Đình anh nhá. Ngọc Cận, ok bạn Ngọc Cận nhá. Sao cái đợt này nó hình như mình bán hàng xong rồi bị bóp tương tác hay sao đúng không ạ? Anh em xem phải không nhỉ? Bạn nào biết về về Facebook này nhỉ? Sao chú không like TikTok bán hàng tốt hơn? TikTok chú bị vi phạm là nó không cho gắn sò hàng. Ngày nào cháu cũng xem nhưng chưa chốt được gì. Ôi giời, cứ tí lên Có chốt thân siêu lưng. phẩm mùa hè không chú? Ôi giời, siêu phẩm mùa hè bạn Văn Lam ấy, Để xem vừa vừa siêu cái phẩm này xong trước. Ở ở người cái live Nam. trước ấy, vừa live xong ấy bạn vào mà em xem, quá siêu phẩm luôn. Ngày chú thi được nghìn đơn không chú? Ôi chú mà được nghìn đơn thì nói chuyện gì nữa, để đâu ra cháu. Đấy, siêu phẩm ở live trước mình nói chuyện đấy bạn. Thì anh em thấy mình đấy, siêu phẩm đây, các bạn thấy mình mặc quả này đi que này có ổn không? Đấy, cũng là siêu phẩm đấy. Chặn chú ơi, chặn Trần Thắng đi, toàn vào nói linh tinh của chú. Trần Thắng nào nữa nhỉ? Không có. Có đâu. Không có. Thôi nói chung là chú nói cháu nghe này, chú với cả người ta cũng không ghét với nhau, nhưng mà để người ta vào nói linh tinh thì tự người ta suy nghĩ thôi, hiểu không? Chả hằn thù gì nhau, tự dưng đi vào nói linh tinh chẳng hạn thì những con người đấy thì để cho bao người đang xem đây người ta bình luận đúng không? Chú chả cần nói làm gì cả, mình sống thế nào cho nó đúng với mình thôi. Ninh Quan Vân à, 097 em ơi, 097 2233 757. Có gì em cứ điện vào lấy cho anh, sẽ có người nghe máy. Chứ còn để mà nói linh tinh thì mình không 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 cần thiết con người đấy làm gì cả. Thì cháu bảo người thì có người có học, người vô học chẳng hạn thế. Chú cháu anh em mình đây đang mọi người đang đây thì toàn người có ý thức thì vào chào hỏi nhau, quý mến nhau đúng không? Một hai phần tượng đấy thì mình nói làm gì. Nhật Trung Kiên, cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Điều hòa đưa như điều khiển điều hòa nó vẩy đúng vào mặt. Anh cạo tóc trung hợp á, anh từ xưa giờ nó vẫn thế mà em.